quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái loại thuốc, đó chính là thuốc Enac 400. Đây là một cái loại thuốc mà được khá nhiều chị em phụ nữ chúng ta sử dụng để làm đẹp da, chăm sóc da, chống lão hóa da. Vậy thì để hiểu hơn về cái sản phẩm thuốc Enac 400 là gì, công dụng, chỉ định, chống chỉ định và những cái tác dụng phụ hoặc là những cái thận trọng, những cảnh báo khi sử dụng thuốc như thế nào. Vậy thì sau đây các bạn hãy cùng với mình tìm hiểu qua từng phần một cụ thể và chi tiết như sau. Phần thứ nhất là thuốc Enac 400 là gì và những cái tác dụng của thuốc. Phần thứ hai là chỉ định, phần thứ ba là chống chỉ định, phần thứ tư là cách dùng và liều dùng, và phần thứ năm là một số lưu ý khi mua và cách bảo quản cái sản phẩm thuốc Enac 400, và phần thứ sáu là những cái thận trọng cũng như những chú ý khi sử dụng thuốc Enac 400. Nếu như các bạn quan tâm thì hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Hy vọng là video sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái sản phẩm thuốc Enac để chúng ta sử dụng làm sao cho thật đúng cách, hợp lý, an toàn mà lại mang lại được một cái hiệu quả tốt nhất. Và trước khi đi vào phần trình bày chi tiết thì mình cũng có đôi lời gửi tới quý vị khán giả và các bạn. Xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa gửi tới quý vị khán giả và các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất là thuốc Enac 400 là thuốc gì và tác dụng của thuốc Enac 400 là như thế nào. Vậy thì đối với phụ nữ thì cái việc mà giữ gìn và chăm sóc cái làn da cho khỏe mạnh và tươi trẻ, sáng đẹp thì luôn là một cái vấn đề mà tất cả chị em phụ nữ đều quan tâm. Để chống lão hóa da này, trị nếp nhăn, trị đồi mồi thì đã rất là nhiều người tìm đến cái sản phẩm thuốc Enac 400. Đây là một cái sản phẩm mà bổ sung vitamin E, mà vitamin E thì nó là một cái loại vitamin rất là cần thiết cho cơ thể nói chung và cần thiết cho làn da và mái tóc nói riêng. Sản phẩm này thì được sản xuất bởi công ty dược phẩm Mega Thái Lan. Và trong sản phẩm Enac 400 thì có chứa thành phần là vitamin E với hàm lượng là 400mg và tá dược là dầu đậu tương. Khi sử dụng cái sản phẩm Enac 400 sẽ có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người nói chung và đối với làn da và mái tóc nói riêng. Thứ nhất là trong Enac 400 có chứa vitamin E thì nó sẽ cung cấp cái lượng vitamin E. Đây là một cái chất rất là cần thiết cho cơ thể, nó có tác dụng là chống oxy hóa, giúp cái quá trình bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương và gây ra bởi cái quá trình oxy hóa của các gốc tự do, giúp cải thiện sức đề kháng, làm giảm những vết nhăn, những vết đồi mồi, những vết nám. Và Enac 400 nó có cái tác dụng là tăng cái khả năng thụ thai cho những phụ nữ mà đang có ý định muốn có thai, muốn sinh con. Nó làm chậm cái quá trình lão hóa da, làm đẹp da và giữ cho da luôn căng, mướt, mọng và tươi sáng một cách tự nhiên, hạn chế nám da và tàn nhang ở trên da. Và Enac 400 nó có tác dụng là giảm thâm da, làm cho da sáng bóng và đều màu hơn. Và nó có tác dụng là hỗ trợ làm giảm cái sự rạn da ở phụ nữ mang thai. Và ngoài ra thì Enac 400 nó còn có tác dụng là phục hồi tóc hư tổn, giúp cho chân tóc khỏe mạnh hơn, không bị gãy rụng và giúp cho tóc bóng mượt hơn. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ hai là chỉ định của thuốc. Thuốc Enac 400 chỉ định để điều trị và dự phòng cái tình trạng thiếu vitamin E, sử dụng cho phụ nữ nám da, sạm da, lão hóa da và những người muốn cải thiện cái sắc tố về da, làm đẹp da, dưỡng ẩm da. Bổ sung vitamin E cho phụ nữ hay bị đau bụng kinh, ngăn ngừa ung thư vú, ung thư buồng trứng, dùng cho những người mà muốn nâng cao cơ hội thụ thai, giúp cải thiện cái đời sống tình dục vợ chồng, và cung cấp vitamin E cho phụ nữ có thai trong trường hợp mà thiếu hụt vitamin E trong cái giai đoạn thai nghén. Và thứ ba là nói về phần chống chỉ định của thuốc Enac 400, thì chống chỉ định với những người mà giảm prothrombin do thiếu hụt vitamin K. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ tư là cách dùng và liều dùng của sản phẩm thuốc Enac 400. Cái liều trung bình là mỗi một ngày các bạn uống một viên, uống ngay sau khi ăn bằng nước đun sôi để còn vừa ấm, các bạn không nên uống với nước nguội. Bởi vì vitamin E nó là một cái dạng vitamin tan trong dầu, cho nên các bạn nên uống ngay sau bữa ăn thì cái sự hòa tan của viên thuốc nó sẽ tối đa và như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thu một cách tối đa. Vậy thì mua cái sản phẩm thuốc Enac 400 này ở đâu và cách bảo quản sản phẩm như thế nào?
Sau đây mình sẽ gửi tới quý vị khán giả và các bạn phần thứ 5 là một số lưu ý khi mua và cách bảo quản cái sản phẩm thuốc NH 400. Quý vị và các bạn hãy tìm mua cái sản phẩm NH 400 này ở tất cả những nhà thuốc và những quầy thuốc trên cả nước thì đều có bán. Và khi mua thì cũng như là rất nhiều những cái sản phẩm khác, các bạn cần phải kiểm tra cái hạn sử dụng của thuốc in ở bên cạnh của vỏ hộp. Các bạn không nên mua những cái hộp thuốc mà đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối không sử dụng những hộp thuốc đã hết hạn sử dụng. Và hiện tại thì ở trên thị trường Việt Nam có hai cái dạng NH 400 mà đóng hộp của nhà sản xuất, đó chính là dạng một hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nang mềm. Và một dạng thứ hai là một hộp một chai mà mỗi chai là có 30 viên nang mềm. Các bạn lưu ý là trong suốt cái quá trình mà sử dụng cái sản phẩm NH 400 thì các bạn bảo quản cái sản phẩm thuốc này ở nhiệt độ phòng mát mẻ, tức là không quá 30 độ C, tránh ẩm, tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Vậy thì khi sử dụng cái sản phẩm thuốc NH 400 cần chú ý những điều gì và những cảnh báo, những thận trọng như thế nào? Sau đây mình sẽ gửi tới quý vị khán giả và các bạn phần thứ 6 là những cảnh báo cũng như là những thận trọng khi sử dụng cái sản phẩm thuốc NH 400. Thứ nhất là nói về tác dụng phụ của thuốc thì thông thường nếu như các bạn sử dụng ở cái liều trung bình thì hầu như là không có tác dụng phụ xảy ra. Tuy nhiên thì khi mà các bạn sử dụng ở cái liều mà cao hơn cái liều bình thường thì có thể sẽ gặp những cái triệu chứng như là buồn nôn này, khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy, chóng mặt. Vậy thì khi mà gặp những cái triệu chứng này xảy ra thì các bạn hãy tạm dừng sử dụng cái sản phẩm thuốc lại và xin tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ của mình. Thứ hai là nói về tương tác thuốc thì vitamin E nó có thể làm thay đổi hiệu lực của vitamin K lên các yếu tố đông máu. Và vitamin E thì có thể làm tăng hấp thu của thuốc chống đông hoặc pharin. Cho nên là trước khi sử dụng thuốc NH 400 thì các bạn cũng cần phải liệt kê tất cả những cái loại thuốc mà các bạn đang sử dụng, đang điều trị ra để báo cáo với bác sĩ. Và nói rõ hơn là các bạn không được sử dụng thuốc NH 400 đồng thời cùng với thuốc aspirin, thuốc hoặc pharin và vitamin K. Đó là những cái thuốc mà có tương tác với vitamin E là các bạn phải không được sử dụng đồng thời cùng một lúc. Thuốc NH 400 này không nên sử dụng cho phụ nữ có thai ở cái dạng viên uống mà chúng ta chỉ nên bổ sung theo cái dạng vitamin E ở chế độ ăn. Còn trong trường hợp nếu như mà trong cái giai đoạn thai nghén mà các bạn không ăn uống được và cái chế độ ăn thì nó không đảm bảo cung cấp đủ cái lượng vitamin E thì các bạn mới có thể sử dụng cái sản phẩm NH 400. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các bạn cũng cần phải xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Và thuốc NH 400 này thì không gây ảnh hưởng tới cái khả năng lái xe và vận hành máy móc, cho nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng. Và cái sản phẩm thuốc NH 400 này thì không được sử dụng cho những cái người mà dị ứng với những cái thành phần có trong thuốc. Và khi sử dụng thì các bạn phải tuân thủ đúng liều dùng mà đã khuyến cáo. Và một chú ý nữa là thuốc NH 400 này là một cái dạng thuốc uống thì các bạn hãy nên sử dụng đúng cái đường dùng là chúng ta để uống, không nên dùng để bôi ở tại da. Như các bạn bôi lên da thì sẽ có thể là có những cái triệu chứng dị ứng nó xảy ra, ví dụ như là nổi mẩn ngứa hoặc là nổi đỏ trên da, cái vùng da mà các bạn bôi cái viên NH lên. Còn nếu như mà các bạn mà muốn sử dụng cái dạng viên NH bôi để dưỡng da, để làm đẹp da thì các bạn có thể sử dụng cái dạng tiếp kem bôi này, hoặc là cái dạng viên NNO hoặc là NNO White. Trong đó thì nó có chứa cái thành phần vitamin E để chăm sóc da, làm đẹp da ở dạng viên bôi thì nó sẽ phù hợp hơn. Cho nên là các bạn không nên dùng cái viên NH 400 này để bôi lên da. Và trên đây thì mình đã giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn về cái sản phẩm thuốc NH 400. Phần trình bày của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và hãy thật nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.